Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Đám cưới của Như Quỳnh Ngọc Sơn lộng lẫy tại Sài Gòn, rước dâu bằng dàn mô tô và tổ chức tiệc cưới trong không gian cổ tích lãng mạn. Ngọc Sơn mong mỏi bù đắp cho những hy sinh của người bạn đời Như Quỳnh trong suốt nhiều năm qua. Lễ rước dâu của cặp đôi Như Quỳnh Ngọc Sơn tổ chức vào ngày 26 tháng 11. Từ sáng sớm, chú rể cùng dàn mô tô đã có mặt tại nhà cô dâu để chuẩn bị rước nàng về dinh. Đoàn xe gồm những người bạn thân trong hội chơi Vespa cổ, mô tô, họ cùng chạy qua các đoạn đường, nơi chốn quen thuộc của cặp đôi trong những ngày mới quen. Như Quỳnh xúc động nói ước nguyện 10 năm để được làm cô dâu đã thành hiện thực. Khi chuẩn bị đám cưới, cô cảm giác như yêu lại từ đầu khi lên danh sách khách mời, gửi tin nhắn cho từng người và cùng chồng chọn từng chiếc váy. Tôi không bao giờ nghĩ mình và Sơn có thể tổ chức được đám cưới. Tôi từng mong mỏi và cuối cùng không còn hy vọng. Tôi nghĩ vậy là ổn, hãy bắt đầu bằng lòng với hiện tại, nhưng rồi hôm nay đã đến. Như Quỳnh chia sẻ, Ngọc Sơn cho biết anh rất hạnh phúc trong ngày trọng đại. Anh mong mỏi bù đắp cho những hy sinh của người bạn đời Như Quỳnh trong suốt nhiều năm qua. Chuyện tình Như Quỳnh Ngọc Sơn được nhiều người ví von như cổ tích giữa đời thực. Chính vì thế, cặp đôi muốn quan khách đến sự tiệc cưới của mình cũng đắm chìm trong sự lãng mạn của một không gian cổ tích. Bước vào bên trong sảnh tiệc, khách mời một lần nữa choáng ngợp với không gian lâu đài cổ được tái hiện hoành tráng. Phần cổng là vòng hoa to được nâng bởi hai chú ngựa trắng sải cánh tung bay. Thảm đỏ được rải hoa để cô dâu sải bước nhẹ nhàng lên tòa lâu đài trắng có chú rể chờ sẵn. Mới đây, dư luận rộ lên thông tin giọng ca hải ngoại Như Quỳnh và ông hoàng nhạc Xến Ngọc Sơn đã yêu nhau được một thời gian và chuẩn bị tiến tới hôn nhân. Theo tin đồn đang lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội, gia đình của hai ngôi sao nhạc trữ tình đã gặp nhau và đám cưới là điều không còn xa. Với sức hút tên tuổi của Như Quỳnh và Ngọc Sơn, ngay khi thông tin được chia sẻ đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng, đồng thời nổ ra nhiều cuộc bình luận sôi nổi. Để tìm hiểu thực hư câu chuyện, chúng tôi đã liên hệ với phía ca sĩ Như Quỳnh, trợ lý của ngôi sao sinh năm 1970 phủ nhận thông tin trên và cho biết đó chỉ là tin đồn thất thiệt. Người trợ lý cũng nói thêm, khi nghe được những tin đồn này, Như Quỳnh chỉ cười và im lặng bởi cô vốn là người không quan tâm đến những đồn đoán sai lệch xung quanh mình. Từng gây sốt với hình ảnh cô gái đội mũ nồi, mặc váy đỏ trong video Người Tình Mùa Đông, Như Quỳnh trở thành cái tên được rất nhiều khán giả trong và ngoài nước yêu thích. Tài năng, xinh đẹp và nổi tiếng, song cuộc đời của ca sĩ Như Quỳnh gặp không ít chuyên chuyên, đổ vỡ. Cô từng có cuộc hôn nhân hạnh phúc với chồng là một kỹ sư không lưu ở Mỹ và có một bé gái dễ thương, song Như Quỳnh bao giờ được mặc váy cưới đúng nghĩa. Dẫu vậy, những ngày tháng êm đềm với Như Quỳnh cũng chẳng tày ngang. Năm 2015, trong một talk show, nữ ca sĩ lên tiếng thừa nhận cuộc hôn nhân của mình đã đổ vỡ. Như Quỳnh tiết lộ thêm, chính cô là người chủ động nói lời chia tay với chồng sau khi cảm thấy không thể đem lại hạnh phúc cho anh. Ca sĩ Như Quỳnh tên đầy đủ là Lê Lâm Như Quỳnh. Ca sĩ Như Quỳnh sinh ngày 9 tháng 9 năm 1970, quê của Lê Lâm Như Quỳnh ở Đông Hà, Quảng Trị. Lê Lâm Như Quỳnh được sinh trong gia đình có 3 người con, trong đó Lê Lâm Như Quỳnh là chị cả. Sau Như Quỳnh còn 2 người em trai. Do điều kiện gia đình của Lê Lâm Như Quỳnh rất khó khăn nên việc Như Quỳnh không thể theo học nhạc một cách đến nơi đến chốn được. Tuổi thơ ca hát của Lê Lâm Như Quỳnh gắn liền với những lần Như Quỳnh tham gia sinh hoạt và biểu diễn văn nghệ tại nhà thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi Như Quỳnh tốt nghiệp trung học, Lê Lâm Như Quỳnh đã tình nguyện làm cộng tác cho nhà thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh để giúp các em nhỏ tập múa và tập hát. Vào tháng 4 năm 1993, Lê Lâm Như Quỳnh cùng gia đình của mình sang Mỹ định cư theo diện họ. Chương trình Ra Đi Có Trật Tự là một chương trình của Hoa Kỳ cho phép người Việt Nam tị nạn nhập cảnh vào Hoa Kỳ sau khi cuộc chiến tranh Việt Nam kết thúc. Lúc đầu, cả gia đình Như Quỳnh sống ở thành phố Philadelphia, thuộc tiểu bang Pennsylvania. Sau khi bố mẹ của Như Quỳnh ly hôn thì hai mẹ con Như Quỳnh cùng người em trai là Lê Lâm Tường quê đã di chuyển đến thành phố Huntington Beach, California và sống ở căn nhà do Như Quỳnh mua.
do ba mẹ ly hôn phải ở cách nhau mà Như Quỳnh rất thương cả ba lẫn mẹ nên Như Quỳnh phải di chuyển qua lại hai bên để chăm sóc cho cả cha lẫn mẹ. Trước khi cùng gia đình sang Mỹ định cư thì ca sĩ Như Quỳnh đã thu hình một số ca khúc và được phát hành ở Việt Nam. Sau năm 1994, Như Quỳnh bắt đầu sinh hoạt tại hải ngoại và không còn liên quan đến hoạt động văn nghệ ở trong nước. Mãi đến năm 2018 thì ca sĩ Như Quỳnh mới chính thức được cấp phép biểu diễn văn nghệ tại Việt Nam. Sau năm 1994, Như Quỳnh bắt đầu sinh hoạt tại hải ngoại và không còn liên quan đến hoạt động văn nghệ ở trong nước. Mãi đến năm 2018 thì ca sĩ Như Quỳnh mới chính thức được cấp phép biểu diễn văn nghệ tại Việt Nam năm 1994. Người điều hành của trung tâm ACR là nhạc sĩ Trúc Hồ và Thi Vân đã mời ca sĩ Như Quỳnh qua California thử giọng. Ca sĩ Như Quỳnh sở hữu giọng hát và nét xinh xắn nên cô đã chiếm được cảm tình của ban giám đốc. Trong lần đầu tiên xuất hiện tại ACR, ca sĩ Như Quỳnh đã gây ấn tượng mạnh với khán giả khắp nơi và rất nhiều người yêu mến ca sĩ Như Quỳnh thông qua nhạc phẩm Người Tình Mùa Đông trong chương trình ACR 6, Giáng sinh đặc biệt. Từ đó, tên tuổi và tiểu sử Như Quỳnh nhiều người từ từ được biết đến. Bài hát Chuyện Hoa Sim là bài hát đã được ca sĩ Như Quỳnh thể hiện trong ACR 7. Bài hát Chuyện Hoa Sim là một sáng tác độc quyền của nhạc sĩ Anh Bằng đã sáng tác dành tặng cho ca sĩ Như Quỳnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.